Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay thì bảo xin gửi đến các bạn vài cái câu chuyện ngắn à, rất là ghê nha. Mà những câu chuyện ngắn này thì bảo chọn lọc ra À, những chuyện nó gần đây thôi chứ nó không phải là 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 quá xa về trước thì à, bắt đầu câu chuyện đầu tiên đó thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của anh Nhật à, anh Nhật này năm nay là 38 tuổi và anh chia sẻ câu chuyện này xảy ra khoảng chừng hơn 2 năm trước thôi à, câu chuyện của anh Nhật đó có cái tựa đề là đi chùa mà gặp ma ở dưới quê anh Nhật đó, thì có một cái chùa chùa này cũng lớn. Và mỗi năm sẽ có ba cái rằm, gồm có rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Thì ba cái rằm này người ta sẽ tới chùa để mà cúng kiến, cầu nguyện bình an. Và bà con đi cũng đông. Còn anh Nhật lúc đó thì kiểu như là mới có vợ hả à. Cho nên là là muốn dắt vợ đi tại vợ mình để ở quê khác. À, cưới xa lắm ở các Bình Dương Bình Dương là vợ của anh, anh Nhật đó, ở Bình Dương à, cho nên là không có biết mấy cái chùa này đó thì nhân cái năm đó là vào cái tháng 7 đó thì mới đi vào chùa để mà chơi thì trong khi mà đi chơi như vậy thì cũng có nhiều cái người khác nha một nhóm của anh Nhật đi là tổng cộng đâu cũng là tám chín người như vậy à, lúc mà xuất phát đi đó là khoảng hơn 7 giờ tối đi đến chùa rồi gửi xe này nọ xong xuôi đâu đó hết rồi đến khoảng à, gần 8 giờ thì thì đã, đã xong rồi thì lúc đó mới đi vô trong chùa à, đầu tiên vào chùa đó thì cái nhóm của anh nhật này có cái thói quen là phải đi vào trong chùa trước sau đó cái cúng kiến này nọ xong xuôi đi rồi ra ngồi ngồi uống nước ngồi chơi ngồi ăn uống gì đó thì thì, thì sao à, vào trong cúng kiến do là cúng nhóm mà cả nhà cho nên là cái thời gian nó hơi chậm một chút xíu. À, đến khoảng gần 9 giờ. Thì mới cúng xong. À, lúc đó ngoài chùa đồ cũng đông lắm nha. Bên hông chùa đồ người ta bán mấy cái món ăn vặt. Bán những cái món nước uống này nọ cũng nhiều lắm. Rồi bên trong người ta cũng có nấu uh, bún bún tương đó các bạn. Với lại sữa đó. Sữa đậu nành rồi đó. Là miễn phí. À, thì uh, cái nhóm bạn thấy đông quá đi. À, cho nên là đề nghị với nhau là ra ngoài ăn. vừa uống nước ở cặp bên hông Thì khi mà nói ăn vậy thôi chứ thật ra không những cái món ăn vặt thôi các bạn chứ không phải là là là, là ăn những cái món mặn bởi vì sát vách chùa người ta đâu có bán món mặn được cái à, cũng ăn ăn đâu cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ thì cái kiểu như mọi người mà có đi chơi này nọ đi chùa thì có hay có bị cái trường hợp như thế này là ngồi quán uống nước với nhau này nọ à, đi tới đi lui hồi uống nước nhiều uống nước nhiều thì sinh ra nó sẽ bị mắc mắc đi tiểu đó anh nhật đó thì tuy là ở đây chứ đó giờ cũng đi nhà vệ sinh không có đi nhà vệ sinh trong chùa cũng không có biết rành á với lại con trai mà thì anh nhật lúc này nó mắc đi tiểu anh mới đi bọc ra phía sau chùa đó mà người ta hay nói rằng là ở gần chùa thì không có ma đó, anh nhật này thì cũng cũng đi ra vậy thôi à, với lại là thấy người ta nhìn ra cái thấy đông bị xèo mà cái ông mới đi ra phía phía sau chùa cái ông mới uh, nghĩ trong đầu là vậy anh sợ là gần chùa đó là cái chỗ uh, thiên liên mặc dù ở phía sau này là cây cối không người ta không có xây cắt cái gì nhưng mà dẫu sao cũng gần chùa chiền ở cái nơi mà phật thánh đồ ở mình không có nên xuống ới ở đây thấy vậy anh mới đi sâu vô bên trong thì cái ý thức này là một ý thức tốt uh, nói nào nghe thì ở dưới quê mà các bạn đi sâu vô bên trong á, thì uh, là coi như là ta nói là sao hè đó cây cối mù hết trơn á tao hủ vậy đó thì cái lúc đi ra đó anh mới lấy cái 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 điện thoại của ảnh bật cái đèn lát lên anh đi ra anh đi cách chùa đó cỡ một trăm mấy chục thước nha đó thì anh mới đứng vào một cái gốc cây à, để mà giải quyết thì khi mà anh đứng vào bên trong thì đương nhiên anh phải tắt đèn tắt đèn đi rồi hồi mình đi xong rồi mở đường đèn mình đi ngược ra tắt đèn rồi cái điện thoại anh mới nhét vô trong túi rồi cái cũng đi vệ sinh đi thì ông đang đi như vậy ông mới thấy là cái một cái bóng người và cái bóng người này là đàn bà nha và đi cái hướng mà ảnh mới đi vô cái hướng anh đi từ ngoài chùa anh đi ra phía sau đi ngay vô đó thì cái người đó cũng giống như kiểu mà đi sau ảnh vậy đó thì ảnh mới tưởng là ừ, chắc là cái cái cô nào cái bà nào cũng mắc đi vệ sinh giống mình rồi đi ra ngoài đây mà mình là mình đang đi ngại thành ra là cái lúc đó ông ông phải đi ông né né né, né qua bên vậy nè né qua bên thì ông né vào trong một cái thân cây lúc đó tối trời ông cũng không biết cái gì nữa né vào bên trong để cho cái người đó không có thể nhìn thấy mình thì ông cũng không có dám dòm người ta nữa giờ lỡ mai đàn bà người ta gái người ta muốn đi tiểu này nọ mình <laughs> dòm tao la làng lên rồi nó mắc cỡ Bởi bây giờ nó không có dòm à, tới nhị mà ảnh à, lắp cái người Anh qua bên cái cây bên đây anh tiểu, anh tiểu cho xong rồi á. Thì cái này nó hơi uh, tới nhiều chút xíu nha, là cái kiểu mà những người uh, uh, đi uh, tiểu đó thì khi mà đàn ông, đàn ơn đi tiểu ngoài uh, chỗ trống vậy nè, thường thường là đi tiểu xong nó sẽ dùng mình một cái. Nó dùng mình một cái vậy đó. Anh cũng rùng mình, anh Nhật này anh cũng rùng mình, nhưng mà khi anh dùng mình xong á, anh nổi óc. Cái điều này nó lạ nha, nó kỳ nha. Anh nổi óc trong người trơn á đó nhưng mà do là anh không có nghĩ tới cái việc tâm linh đâu anh không nghĩ gì tới cái việc tâm linh cả anh chỉ ngước cái mặt qua anh dòm anh dòm coi là cái người này á có đi vệ sinh hay không có gì mình tránh né hay hoặc là mình đứng mình đợi cho bà đi xong rồi á bà đảo ra rồi mình mình mới đi chứ đợi người ta gặp người ta cũng ngại cái ảnh mới liếc qua anh dòm anh dòm thì anh thấy là cái bóng đó là đi tẻ vô một cái hướng mà giống như thể là đang dòm thấy ảnh rồi cái người đó ngại mới tẻ qua cái hướng khác vậy đó ảnh mới thấy kỳ anh, anh làm bộ anh quay mặt chỗ khác là bộ anh tàng hắn vậy đó cái ảnh mới liếc lợi thì anh thấy cái bóng người đó đi vào một trong một cái bụi cái mấy cái bụi cây cây cối đâu đằng trước đó thì mất tiêu anh mới nghĩ là rồi thì chắc cái người đó là đi vào trong đó là đi vệ sinh nhưng khi người ta đi nửa chừng nửa đường người ta mắc quá mà ở trong chùa thì mấy cái nhà vệ sinh lúc đó không biết ở đâu kiểu mở xa thành ra thập phương tới cúng kiến nhiều mà thôi kệ, cũng không có quan tâm thì anh thấy cái người đó mặc đồ á, là cái kiểu như trong bóng đêm á, thì anh thấy nó ngà 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 nó hơi ửng ửng đỏ vậy thôi chứ không phải là đỏ lờm nó lét nha rồi xong anh mới đi vô thì khi mà anh đi vô anh ngồi chung với bạn bè này nọ rồi vợ mình đó đó là cũng ngồi chơi một hồi sau nữa đó thì anh có một người bạn thì cái người bạn này tên là tây đó thì cái anh tây này mới nói với anh nhật ấy nói nhỏ với anh nhật á nhật là nhật hồi nãy mày đi uh, tiểu ở đâu mày dắt tao đi ồ mày có mất tiểu nữa hả à, thì anh tây này nó mất tiểu sao mắc mày mày đi đâu mày dắt tao tao mày đi ừ à, tao mới tiểu hồi nãy mà nãy giờ chưa ngồi đây chưa được đầy một tiếng đồng hồ tao có mất tiểu nữa rồi thôi tao mày đi chuyến này đi tiểu xong ra ngồi chơi chút cho cũng về đó thì hai người mới đi lúc này là 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 có cả anh tây ban đầu á đi ra bóng đêm mà anh còn anh nhật anh còn không nghĩ đến về tâm linh mà thì làm sao bây giờ đi hai người anh nghĩ tới không anh hoàn toàn không nghĩ đến cái việc tâm linh gì cả Anh mới đi chung với anh tây hai người mới đi phía ra phía sau đi từ 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 từ, từ cũng ra cái đường cũ đó ra tới đó rồi thì cũng chỉ thôi cái chỗ này để tao tiểu là tao mày tiểu đây đi đó, thì hai ông đứng cách nhau cái dừng thước hả à? đứng tiểu À, do là cái anh anh tây á anh này kiểu giống như là mắt tiểu mà nín á lâu á cho nên là anh tiểu hơi lâu còn anh nhật thì anh tiểu mau anh tiểu xong rồi thì anh đứng anh đợi bạn anh đứng cái bắt giác anh cảm giác như có cái người nào mà 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 đi vô anh mới quay mặt là anh vô thì anh lại thấy anh lại thấy một cái bóng cái người là con gái hay đàn bà gì đó cái bộ đồ cũng tựa tựa như cái bộ đồ hồi nãy cũng đi vô đi vô đi cách ảnh đâu cỡ chừng là hai chục thước nha là đứng đó đứng đó dòm lại cái hướng của hai, hai người thì lần đầu có thể là suy đoán suy nghĩ này nọ là cái người đó cũng mất đi vệ sinh nhưng đã đến cái lần thứ hai rồi thì anh nhật này anh mới thấy cái điều lạ anh thấy kỳ và anh tự nhiên anh nổi ốc nổi da gà là hết trơn luôn mà cái bóng người đó vẫn đứng dòm ảnh nha anh mới rùng mình anh nó 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 chân á mà anh cần ngơ 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 nó trời trời gì trời anh mới quay sang anh thầy anh mới kêu thầy ơi thầy thầy ô cái gì vậy mày đang đi tiểu mà mày, mày, kêu tao thì mày kêu bình thường đi mày làm gì mày kêu cái giọng mày mày mày, em 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 lại thấy ghê vậy thầy ơi thầy đâu mày nhìn lại cái đường mà hai mình mới đi vô ấy cái đó 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 giờ có có ai ai đứng đó không đó thì cái anh tây này anh mới quay mặt anh dòm anh dòm thì anh nói là mày mày điên hả mày có ai đâu mà anh nói lớn đó chứ anh nhật anh hỏi thì các bạn biết là trong cái tình huống đó anh hỏi rất là nhỏ mà anh tây anh trả lời lớn Trả là nhỏ nhỏ thôi mày làm gì mày trả lời lớn vậy mày, mày đừng có gạt tao ngay tây có, có, có ai đứng đứng đó hầm đứng cà lâm luôn thì lúc này anh tây anh dòm anh nói mày tàu lao quá nào giờ tao có giỡn mấy cái vụ này đâu tao có thấy ai đứng ở đường nữa đâu đó 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 còn đứng đó thì có nghĩa là sao có nghĩa là anh nhật thấy nhưng mà anh tây thì anh không có thấy mà cái người không thấy á Anh mới nghĩ rằng anh nhật chọc ảnh ghẹo ảnh anh càng nói anh càng lớn trời ơi anh nhật lúc này anh sợ lắm rồi trời ơi vậy là nó không thấy thiệt mà bản thân anh, anh, anh nhật cũng là, là, là trên 30 tuổi đầu rồi có vợ chởi do là cũng màn ăn đi xứ này xứ nọ màng ăn gặp quá là nhiều cái chuyện này chuyện kia người ta kể cho mình nghe nói là là hồn ma thì có khi là cái người này thấy chứ cái người kia không thấy cái người nào hạp mới thấy thì ông mới nghĩ tới từ chữ ma ông nghĩ tới ma là ông ớn ốc rồi ông sợ chứ các bạn thôi buổi này mà mà có có bóng hình hiện hình vậy là, 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 là ớn lắm chứ ổn thì nhưng mà giờ không có rõ nha không có dòm rõ ra mà vàng như là ờ cái người đó cái dáng mặt dáng ốm làm sao thì không cái mặt mày cũng không có dòm được gì chứ á chỉ là cái hình dáng thôi đừng cái đó thì anh sợ quá đi anh mới nói tay tay giờ tính sao tay ơi tao thấy sao mày không thấy làm cho anh tay anh cũng sợ theo anh nói bây giờ còn đứng không còn đứng không anh nhật anh nói là còn 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 đứng ngay chỗ đó đó cái hai người á lúc này sợ mặc dù anh anh nhật anh không anh tay anh không thấy nhưng mà anh cũng sợ chăng anh nhật vậy đó tại vì tính của anh nhật thì anh tay anh rành nào giờ đâu có chuyện mà nói chuyện giỡn chơi mấy cái vụ tâm linh này đó thì hai ông cũng không biết làm sao còn cái đường này đi thẳng vô thì đâu có đâu có được còn đường nó đâu giống như đường cùng rồi. Mà đi ngược trở ra thì cái dông nó đang đứng ở đó là sao dám đi? Sợ khuếu trơn hai ông không ông nào biết làm sao thì lúc này anh Nhật anh mới nhớ lại là ờ người ta nói là khi mà gặp á thì mình xin người ta giống như là ờ tôi vậy 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 đó. Và khi đi tiểu chỗ này chỗ nọ thì nhớ xin. Cái ảnh mới khều anh Nhật anh Nhật anh nhật anh kêu anh tay á nó tay ở tay tao với mày giang giấy giấy cho sinh đi ngang Như là mắc tiểu thì, thì ở lại tiểu Vậy thôi giờ qua cho sinh đi ngang Không có dám đụng chạm gì đâu à, Thì hai người mới, 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 mới quay mặt chỗ khác, khác Nói là bây giờ là tụi con á Của con đi vô trong đây Do là của con đi biến chùa nè Rồi rồi nửa chừng tụi con mắc đi tiểu Rồi tụi con ra đây con tiểu à, Con xin lỗi làm phiền à, Thương con rồi tha cho con lần này đi à, Đừng có hiện hình Đừng có nhát con, con Mai mốt con không dám vậy nữa đâu đó thì hai ông mới khắng khắng xong rồi thì cái anh nhật này anh khắng trước anh khắng khắng xong trước anh tây anh đang khắng cái anh nhật anh nói dò chứ rồi chưa tao khắng rồi rồi đâu mà dòm lại coi lúc này là anh tây cũng cà lâm luôn rồi anh nhật thì anh sợ lắm liếc anh dòm thì anh thấy anh thấy cái bóng nó đi mà đi cũng đi đúng cái hướng ban đầu anh gặp nha các bạn ban đầu khi mà anh nhật anh tiểu một mình á anh gặp đi là cái hướng mấy cái lùm cây mấy cây này cái nọ đó là mất tiêu đó thì cũng đi theo cái hướng đó mất tiêu trời ơi hai ông thấy mắt rồi á anh ông nhật ông vừa la lên là ừ, mắt rồi anh tay anh kèm không nổi nắm tay anh nhật hai người chạy chạy cố cờ luôn chạy ra ngoài đây mặt mày xanh lè xanh lét chứ mấy người đó hỏi thì không không có dám nói nói sợ quê với lại ra ngoài đây cũng đông người dữ lắm rồi đó, thôi bây giờ đi về đi tính gì tính ta nói qua bữa sau rồi kể thì trong cái 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 cái, cái việc mà hai người ngồi quán kể đó có một ông lớn tuổi ông nói ừ cái chùa ở chỗ đó là 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 là, uh, có dông nhưng mà dông nó dông hiền mày ơi ta theo nó tu mà ta vô chùa không được người ở bên sau chùa đó mà hồi đó tới bây giờ nhiều cái chùa mà là có những cái dông ở đằng sau á người ta nghe kinh cái kệ người ta chọc nó nhát mày vậy thôi tại mày chỗ uh, linh thiêng mà mày mang bay đi ra ngoài đó bay tiểu trời ơi con tiểu cũng xa lắm chú ơi chứ đâu phải gần đâu ráng đi xiết ra ngoài đây chứ gặp mấy thằng khác là nó nó nó, nó bữa bữa gần gần đó rồi hên cho hai bay đó là, là là còn ý tứ này nọ đó cho nên là người ta chỉ nhát cái bay như vậy thôi rồi rồi người ta không có hại gì bay cũng không có hiện hình cho bay hết hồn hết vía chứ lúc đó mà nở mà hiện ra cái mặt như cái mâm của nước hang bay xỉu cho đó chết rồi đó, thì từ đó về sau nha anh nhật suốt hai năm mấy nay nói lần mà muốn đi tiểu cỡ nào cũng dán đi vô trong cái nhà vệ sinh mà mặc dù là là là, là dân đồng quê đó chỉ có một cái là kẹt quá trong đồng, trong bái thì thì, thì mất tiểu thì cái đó phải chịu rồi Chứ còn bình thường là hình thành cái thói quen là phải đi đi nhà vệ sinh Rồi, à, chúng ta kết thúc câu chuyện của à, anh Nhật Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe qua một cái câu chuyện cũng xảy ra cách đây là 5 năm thôi à, Câu chuyện này là của em Lý, em Lý này là con gái nha các bạn Em Lý thì năm nay đã được 24 tuổi rồi Em chia sẻ câu chuyện là năm năm trước khi mà em 19 tuổi đó. Thì cái năm đó em Lý này á à, giống như là thi đại học mà rớt. Đó, thi đại học mà rớt. Thì em Lý có một cái người bà con à, ở trên Sài Gòn. À, và ở trong cái 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 quận quận 5 nha các bạn. Thì à, ba mẹ em lý mới mới nói là tôi bây giờ đi lên trên nhà cô về đi ôn thi à, giống như là 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 giờ giống như học cái kiểu giống như là học à, xuống một bậc rồi sau năm sau thi lại rồi ôn thi các kiểu này nọ ở trên đó thì vừa học vừa làm đó thì em lý mới trong cái thời gian nó còn rảnh đó em lý mới đi màng À, đi mặn thì mặn công việc gì 19 tuổi thì cũng là uh, xin uh, vô mấy cái, mấy cái quận ở bên trong này thì chỉ có quán ăn quán này quán nọ thôi các bạn thì mới xin như một quán thì cái quán này thì đương nhiên em lý là không không dám nói ra tại vì bây giờ người ta vẫn còn kinh doanh em lý đi về đó thì cái quán này các bạn liên tưởng như là một cái làng nướng vậy thôi chứ không có phải là nhà hàng nhưng mà có nhân viên phục vụ đàng hoàng đó thì uh, quán sẽ, sẽ bán cho đến khoảng là 11 giờ thì là không nhận khách nữa Em Lý mới xin vào làm là làm chỉ có cái cái ca là tới buổi trưa làm 4 tiếng và buổi tối làm tới 10 giờ là em Lý về. Thì làm đâu cũng có chừng nửa tháng rồi. Cái bữa đó đó. Em Lý mới quen biết được mấy là nửa tháng nữa quen biết mấy người trong đó trơn rồi, biết tên cho tuổi trơn nhà rồi. Tại vì nhân viên không có đông, nhân viên phục vụ thì chừng khoảng chừng là 12 13 người thôi. Thì cái hôm đó có một cái chị. Cái chị này thì đã là 32 33 tuổi rồi. À, nhưng mà làm chung thì em Lý hay kêu bằng chị chị Nhung, chị Nhung. Đó, thì cái chị Nhung này mới nói là bữa nay á là chị có công việc gấp. Chị Nhung đó chỉ làm là chỉ làm luôn cả khi mà khách về rồi thì chị mới về đó. Chị mới nhờ em Lý là ở lại uh, trực giùm hai cái bàn khách và hai cái bàn khách này thì mỗi khi mà họ vào họ nhậu đó là thường họ về trễ lắm sớm gì cũng 12 hai giờ rưỡi con cái em lý thì kiểu giống như là đi màng mà à, đi màng rồi rồi bây giờ đồng nghiệp với nhau rồi nhờ vả vậy không lẽ mình bỏ mình đi về với lại người ta có công việc gấp nữa còn những người kia thì người ta cũng có công việc người ta tiếp không có được đó thì em lý mới đồng ý đó, đồng ý xong rồi, rồi mới điện về nhà điện về nhà ha nói là con uh, cô ơi con ở đây con con mằng cho tới, tới khuya chút xíu con mới về đó, thì gia đình mới nói ừ vậy uh, mày con gái con lứa đó từ đó về tới đây là, là mày, mày toàn là mày đạp xe đạp không à thì cũng cỡ là là ba là, chục phút mày mới về tới nhà thì thôi bây giờ mày nhớ mày nói với lại cái người bảo vệ đó đó thì khi nào mà mằng xong á điện thoại nói ra tôi rước Tôi kêu uh, dưỡng mày ra rước, rước uh, về rồi rồi, 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 rồi rồi ngày mai uh, đưa mày đi làm rồi hãy chạy xe đạp về Thì em Lý mới, mới, mới đồng ý Đó thì mời tới đó nhầm khi cái chuyện nó xui nó tới các bạn Đến khoảng 12 giờ mấy gần 1 giờ đó Thì cái bàn khách này là mới uh, nhúng nhích kêu tính tiền đó, Tới mà cái chị kế toán ở trong cũng nói trời ơi tính tiền rồi họ còn ngồi nữa đây em ơi Ít nhất ngồi cũng phải 15-20 phút nữa mới về đó Thì em Lý mới... Uh, định điện thoại về nhà cho 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 cô với dượng đó thì khi mà điện thoại về nhà thì vô tình cái bữa đó cái ông dượng này ông có cái cuộc nhậu đi ông có cuộc cái nhà cuộc nhậu rồi mà người ta tới nhà khách khứa tới nhà một cách bất ngờ đó ông nhậu ông xỉn quá đâu có dám cho ông chạy xe đó thì cô mới nói là thôi bây giờ để cô chạy ra cô cô rước con mà em lý thì nói thôi cô ơi giờ này khuya rồi mà cô đâu có quen đi đêm vậy đâu thôi cô ở nhà đi để con tự về cái okay, cô không có an tâm cô mới nói vậy thì con đi ra đó con bắt chiếc taxi chạy về đi đừng có sợ tốn tiền an toàn là trên hết à, em lý cũng đồng ý rồi, rồi rồi, để, để con đi taxi hãy nói cho cái bà cô này ba an tâm đó thì tới khi đâu cỡ hai chục phút sau thì cái bàn này về thật em lý mới dọn dẹp này nọ đâu đó, đó rồi cho nó chu tắt các trong mới có cái đoạn đường cái đường nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn mấy cũng có nhiều quán nhưng mà những cái quán khác người ta nghỉ sớm chỉ có cái quán của cái, cái em lý này màng là làm trễ nhất thôi cho nên lúc đó nó vắng lắm nó vắng que à thì à, em lý á mới dọn dẹp xong này nọ thì cái chị mà kế toán đó à, mới ra nói với bảo vệ này nọ rồi thôi đi về hỏi em ơi em 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 về làm sao rồi có người nhà ra rước hay không tại vì chị kế toán này cũng biết là em lý còn trẻ không có rành nhưng mà em lý thì em nhớ đường thì em mới nói không sao chị ơi em 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 về được đó thì cái người đó người ta cũng có chồng con người ta cũng tranh thủ người ta về em lý mới suy nghĩ trong đầu bây giờ đi chiếc taxi về nhà tốn tiền à, giống như là bữa nay mình tăng ca cho chị rồi, 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 rồi tiền không đủ tiền taxi nữa lúc đó là em Lý suy nghĩ trong đồng vậy nha. Tại từ lúc mà lên Sài Gòn tới bây giờ thì đi đâu cũng cô dưỡng đưa rước chứ không có đi taxi, không có biết nhưng mà với cái tâm lý cái người quê đi lên trên thành phố đó thì nghĩ rằng là đi taxi nó rất là tốn tiền và đặc biệt là vào ban đêm nữa. Thôi, mình chạy xe đạp từ từ về. Với lại mình về là mình cũng chạy trên cái con đường lớn mà. Mình bọc ra khỏi cái hẻm này mình đi con đường kia lớn từ từ rồi mình mình về thôi chứ có gì đâu. Đó, thì em chuẩn bị Em mới có chuẩn bị đi ra lúc đó cái anh bảo vệ anh cũng buồn ngủ ngáp dài hết trơn rồi anh chỉ đợi em lý đi ra là, là 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 anh đóng cửa đó đó cái em lý mới đứng ở trong đây kiểu mà cũng kiểm tra lại cái cái vỏ sách của mình cái tư trang của mình có, có thói quen vậy cái lúc đó em lý mới sợ giống như kiểu anh bảo vệ em đợi lâu rồi ông quạo mới quay mặt ra ngoài dòm thì lúc đó em lý mới thấy là ở bên kia đường á cái đường này thì nó nhỏ nha nhưng mà à, cặp cũng gặp mấy đường thì cái quán nằm ở trong đồng cái ánh sáng lúc này em bảo vệ em tắt bớt đèn rồi cho nên là em lý mới dòm qua bên kia đó thì em thấy là có một người đứng dòm vô trong quán mà cái người đó thì mặc cái áo sơ mi màu trắng cái quần thì hình như là quần jean màu đen hay gì đó mà cái dáng dốc của một cái người phụ nữ nha chứ không phải là đàn ông nha đó mặc cái áo sơ mi màu trắng đứng dòm vô thì ban đầu á em lý tưởng là cái chị kế toán chưa có về đang đứng đợi hay gì đó nhưng mà lúc này phải tranh thủ cho con canh, canh bảo vệ nè cho, 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 cho nhanh cho nên là em Lý mới kéo cái tia cái, của cái cái cái, 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 cái 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 cặp của mình á rồi đi thẳng ra ở ừ, chú ơi chú con con về ờ, con về hả Sao mày làm gì gấp gáp vậy thôi tao đâu có la gì đâu từ từ con ờ, dạ con tại khuya rồi con cũng tranh thủ con về chú ơi thôi chào chú con về Thì em bảo vệ nó ờ, về đi đường lớn cẩn thận nghe con cái em lý mới đi ra đi ra thì em mới nhìn lên bên kia nè coi phải chị có toán đứng đó chờ hay không thì lúc này mất tiêu mà cái đoạn đường ở bên đối diện á nghe là nó trống cái khoảng trống đó là một trăm mấy chục thước là mà để được bàn ghế ở ngoài đó bán những khi mà 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 mà, mà khách đông á cho nó trống quê trong quốc hà thì các bạn hãy liên tưởng rằng là em lý lúc này á là chỉ có một cái là sợ vừa quay mặt cho dòm thấy nè thì quay mặt vô kéo gọn cái con tia xong đứng nói chuyện đi ra nói chuyện với ông bảo vệ có vài tiếng thì nó mắc quá lắm là khoảng chừng 30 giây mà với 30 giây đó thì chắc chắn một điều không có ai mà đứng đó đi cho mà đi khuất cái tầm mắt mình được hết còn thí dụ như cái 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 chị kế cái toán nè nếu mà thật sự là chị tại chị của mặc áo trắng asumi trắng nhưng mà nếu là chị cái toán á là chị có xe mà nếu mà chị chạy đi thì chị cũng phải nổ cái máy lên thì em ở bên đây em em cũng thấy tại vì lúc đó đường quán tanh quán teo có ai đâu ủa sao kỹ trời sao rõ ràng mình mới thấy đây mà bây giờ mất tiêu hay là nãy mình dồm lầm thì bây giờ chị nghĩ con nước là mình dùm lầm thôi chứ không có cái, cái, cái nguyên nhân gì không có cái lý do gì để mà mình uh, giải thích được cái việc cái người đó khuất tầm mắt mình trong vòng chỉ có mấy mươi giây đó thôi Thôi cởi đi không suy nghĩ nhiều, về về về. Leo lên xe đạp rồi mới chạy. Em chạy phăng 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 vậy nha, ra khỏi cái hẻm. Nó ra tới cái đường lớn. À chạy theo cái đường lớn đó. đó. Chạy 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 nó cũng gần hơn hơn nửa đoạn đường rồi. Thì tới cái chỗ đó là là một cái cái cái, cái ngã giống như là cái ngã ba. thì phải quẹt Em lý này em phải quẹo trái, nhưng mà lúc đó thì cái 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 hẻm mà em chạy vô đó nó cũng là bình thường thôi nó không lớn cũng không có nhỏ à, thì khi mà em quẹo vào trong đó chỗ đó nó hơi tối nha nó có một cái khoảng tối đâu cái chừng là năm chục thước vậy cái em chạy thì em chạy gần qua cái khoảng tối thì cái mắt mình sẽ quan sát phía trước các bạn tại vì trong đó nó có nhiều cái hẻm nhỏ thì em lý mới thấy là ở giống như là ở cuối của cái, cái, cái đoạn thối đó đó thì có một cái người à, mặc đồ trắng thấy trắng cáo trắng thôi nha à, đang đứng ở chỗ đó dòm lại cái hướng của em, em lý em mới giật mình em giật mình em sợ chứ à, nhưng mà lúc đó là cũng đang chạy mà đang cái đà chạy mà thôi cởi chạy đi nhằm khi cái, cái người nào đó rồi lúc đó em lý cũng suy nghĩ là à, có những cái, cái, cái chị người ta đứng đó người ta đợi người này nọ cái em mới chạy em chạy khi mà em chạy ngang á em chạy lướt ngang thì lúc đó em sợ em đâu có dám chạy sát cho cái, 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 cái hình dáng này em mới chạy xích qua bên đây nè thì cái khoảng cách chạy xe của em với lại cái cái, cái người đó đó là độ khoảng chừng là ba thước mấy bốn thước đó, em chạy em chạy đó chừng mà em đi em chạy vừa chạy ngang cái em liếc qua em dòm thì em gặp trời đã cơi mặc cái áo sơ mi mà tóc á thì Buông sỏ dài ra kêu bằng bích mặt nó luôn Trời đất ô em la quảng lên em đạp 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 lia đạp lia đạp lia lia Em la quá trời la luôn Thì cũng may mắn cho em á Là ở cách cái chỗ năm chục thước này nè Ở ngoài kia đó Hả Là khoảng chừng 70 thước Thì có một cái Cái nhóm người đang ngồi coi là cái kiểu giống như là coi đá banh đó các bạn Người ta coi đá banh câu là bộ đá đó đó thì mấy cái, cái cái anh đó anh thức anh thức trễ đi anh mới ở đó anh coi thì anh nghe Trong ngoài đường có người la sợ tợ sợ té xe này nọ đó đây mới chạy ra Mới coi cái gì thì lúc này mới thấy em lý em chạy tới mà em la trời em la ma 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 mà xém té quờ qua qua lợi gì nè mấy anh này mới ra mới giữ cái xe lại giùm ủa cái gì vậy cưng cái gì mà cũng cưng sợ dữ vậy cưng la dữ vậy em mới chỉ 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 lại cho đó để gặp ma gặp ma đứng đó xỏ tóc đứng đó đó mấy ông này mấy ông cũng cừ khà 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 ông nói trời ơi nhỏ này nó nhát quá hay sao đó chứ làm gì mà 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 có ma cái đường này anh đi biết bao nhiêu lần biết bao nhiêu bạn thiếu về người thức khuya thức hôm ở đây có ai mà thấy cái gì đâu mà sao em thấy hỏi nhà ở đâu ở chỗ nào chỗ nào đó thì em đếm đó hơi rung đó thì cái mấy cái người này người ta nói thôi bây giờ nếu mà em sợ thì em chạy xe đạp như vậy chắc em sợ lắm em không chạy gì là được đâu bây giờ em điện người nhà ra đi đó thì mấy anh mới nói cái chỗ này là chỗ đó chỗ đó nó vậy đó thì lúc này sợ quá rồi cho nên là em lý mới điện cho cái người cô của mình á thì cô cũng chạy ra rước về nhưng mà cô rầy dữ lắm cô nói là mày sợ tốn có bao nhiêu tiền taxi đâu mà mày 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 chạy về vậy nguy hiểm đó mày thấy chưa lỡ mày 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 lúc đó mày gặp vậy rồi mày té rồi mày xỉu sao hay hoặc mày mày đập đầu chảy máu lúc đó ai lo cho mày đó cái em lý sợ dữ lắm rồi biết là cô mình dày mình la mình cũng gì muốn tốt cho mình thôi nhưng mà vừa về tới nhà bảo cho vô nhà liền bà nói mày đợi tao chút xíu đó thì bà mới đi uh, bên hông nhà bà đó bà có trồng một cái cây bưởi bà mới hái mấy cái lá bưởi á bà rửa bà, 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 bà cho sạch rồi bà, bà, bà thấm nước vô bà vũ 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 lên người giống như là cái quan niệm tâm linh của bà là uh, lá bưởi sẽ trị được những cái cái âm khí mấy cái may không may mắn nó bắn vào người đó rồi xong vô đêm đó là cái người cô mới ngủ với em Lý Để cho em Lý đừng có sợ Hai cô cháu ngủ Ngủ cái tới sáng cái tới giờ màn á là, là là cái buổi trưa á, các bạn Cũng cơm nước trong nhà xong rồi thì cái người cô không có an tâm Mới nói là con ơi bây giờ đi á, là cô đưa con đi màn Rồi cô rước con về à, Thì dưỡng khỏe thì dưỡng rước Còn dưỡng không khỏe thì cô rước đây tới đó là cũng cũng cũng, cũng đi được không có gì hết trơn á Em Lý cũng cảm động lắm cô mình thương mình Cái đi màn đi màng thì tới 10 giờ đó Mình cũng xuống ca cũng xong rồi ờ, đi mới đi về thì đi về thì trong cái quá trình màn em cũng nói là ờ, mai mốt em không có dám làm khuya nữa đâu Tại vì ngày hôm qua em gặp uh, em đi dọc đường em gặp mà em đi lúc đó là chưa có nhớ cái việc mà em dòm ra ngoài xăng dòm ra ngoài trước đó, là em đã thấy cái bóng dáng đó rồi có nghĩa là bóng dáng nó từ đó đi theo em chứ không phải là uh, em chạy qua tới cái đoạn bên đó rồi em mới thấy thành ra là những người ở chỗ đó người ta mới nói là cái đường nó đi hài rầm người ta thức khuya người ta coi đá banh này nọ người ta đâu khi nào người ta thấy đâu em lý mới ra mới đứng đợi đi đứng đợi cô mình trước đó điện rồi đứng đợi cô cái em ra em đứng mà lúc đó là ở bên ở bên cái dách bên đây là cũng có một cái bàn hai người ngồi nha em mới đứng bên đây em đợi thì khi mà em đợi giờ em dòm gì nè em dòm có xe nào xe cô mình tới chưa vậy đó chỉ là dòm vậy thôi chứ nhầm khi xe em đâu có biết cái dòm 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 thì có chiếc xe chạy tới đi có chiếc xe chạy tới mà chiếc xe này chạy cũng tốc độ rất là chậm nha mà các bạn biết rồi cái tâm lý của cái người đứng chờ á thường thường là cái xe mà nhìn sai mình nhìn cái xe nó dội đèn vậy sao mình biết phải tới không dùng giờ đó xe nó cũng còn chạy chậm nhiều mà em lý uh, thấy chạy chậm lại ờ uh, nghĩ trong khi có cô mình mới ghé quán chạy chậm chậm hoặc là khách cái mới dòm 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 theo cái người đó chạy chậm, chậm tới thì không phải đó là một cái 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 người cô và chở phía sau là một cái cậu thanh niên đó thì em mới chạy ngang nó nó không phải rồi thì em dòm theo như nào kiểu mà vừa chạy ngang em giờ thì không phải vậy thôi thì dòm 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 chút vui mắt nha thôi thì cái người đó cái cô đó mới chạy khuất qua một cái thì em thấy ở cái phía đầu bên kia đó lại có một cái hình dáng mặc áo sơ mi mặc áo sơ mi trắng Xỏ tóc ra đứng bên đó dòm em trời ơi em giật mình má lên một tiếng thì móc mắt tiêu hai cái người mà ngồi nhậu gì em vậy em ờ, không có anh ơi em 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 em, em chật chân Trời sợ quá đi không dám đứng bên đây nữa đi thẳng qua bên kia tụi nó mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn cái ông bảo vệ ông nghe la đó ông lỡ ông dòm nó sao làm như mặt mày có xanh lè trơn vậy có sao không dạ dạ con con không sao chú ơi con không sao à, con đợi cô con hồi nãy con xém chợt té thôi chứ con không có sao dán gồng nghe kìm lời nói đến khi mà cái người cô tới rước á cái người cô tới rước á là em lý mới bước lên xe thì cô mới quay cái đầu xe lại như này chạy tới khúc vô quay đầu xe lại nè canh không có xe quay lại thì vô tình làm cho cái cái cái, cái mặt của em phải dòm qua cái hướng đó nữa mà lúc này em sợ rồi em định quay mặt chỗ khác thì em thấy á, hiện lên cái nữa các bạn mà đứng trong giống như là cái khoảng tối cái cái chỗ mà cái ánh sáng nó không có che vô tới nó bị mấy cái bảng hiệu này nọ nó che lại đó thì đứng ngay đó đó đứng giờ mà em có em ôm siết cho cái người cô như là cái, cái gì vậy con cái gì vậy con cô, cứ đừng hỏi con cô ơi giờ cô ơi giờ cô ơi mà cả rung cả rung như đó nha cái người cô này mới chạy ra cái đường lớn chạy ra đường lớn xong tới tới chỗ đó mới là như đông á ờ, xe cộ đồ đông á có đèn đỏ đèn xanh đồ nào đòi nào nà cái cô mới chạy chậm lại cô dừng ở dừng ở trong bóng sáng cô nói ồ có gì mà con sợ vậy ta chứ con là ngắt hết chân vậy con có sao không có gì cô cô chở cô vô bệnh viện con còn không có sao cô ơi con gặp ma nữa cô ơi cái cô của em lý mới nói là con ngồi ở sau niệm phạt chán niệm phạt nhắm mắt là niệm phạt đi ôm cô sát vô mà không được ngủ nghe nhắm mắt chứ không được ngủ nghe ôm cô sát vô Đó, ôm ôm vô cái chợ về tới nhà thì em lý mới kể cho cô nghe kể cho cô nghe cô mới sợ cô nó thôi thôi con đừng đi mằng chỗ đó nữa thì không biết là 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 sao mà con thấy vậy mà con có hỏi anh chị nhân viên trong đó không thì em lý nói là cũng có có hỏi qua bữa sau con kể là con cũng có hỏi nhưng mà con không có nhớ tự nhiên con không có nhớ là cổ đứng ở bên lần đầu tiên con thấy cổ đứng ở bên cái bề lời lượm bên kia rồi con hỏi mấy cái anh chị ở trong đó đó thì mấy anh chị ở trong đó nó không có thấy không có thì thật sự cái như vậy các bạn ta nói em lý em mới nghĩ đi rồi cô cũng đi vô chùa xin lá bùa bình an cho em lý em đeo là không có làm mặn cho đó nữa nha rồi em lý mới vô để mà lãnh mấy cái ngày lương á đi ban ngày cô chở vô rồi em lý mới ngồi nói chuyện chơi với lại mấy cái người à, lúc trước làm chung thời gian cũng quen đó thì mấy người này nói ủa sao em thấy chứ mấy chị đây rồi mấy anh đây rồi bảo vệ đây ngủ ngơi em đâu có ai thấy gì đâu à, trước giờ thì đúng đâu, đâu có có thì quả thật như vậy em lý là bị hạp bị hạp thì thấy thôi cái dông nó như dông với ông bất vưởng vậy đó các bạn cho thấy mà đi theo tôi nói cái đoạn đường mà lúc mà em lý thấy trong quán nha tới cái, 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 cái khu mà quẹo là cách nhau cũng là năm cái máy số đó các bạn vậy mà theo đứng bên đó nhát em lý đó thì từ đó về sau em Lý không có gặp. Lúc đó cô cũng sợ lắm nha. Cũng sợ làm khi cái dòng nó theo. Đó. nhưng mà cuối cùng thì cũng không có theo. À, rồi, à, câu chuyện của em Lý thì đã kết thúc rồi. À, chúng ta lại đi đến à, tiếp tục cái câu chuyện của ông chú Nhàn. À, chú Nhàn thì năm nay đã 52 tuổi rồi. Chú chia sẻ câu chuyện này là xảy ra khoảng 7 năm trước. Là một lần chú đi đám ma của một cái người bà con ở cách nhà cỡ 8 cây số là chú gặp thì uh, lúc đó đó chú nhàn uh, có nhận được một cuộc điện thoại là cái người bà con đó cho hay là ừ uh, cha của người đó là mất rồi uh, mà chú nhàn phải kêu ông đó cái người mất là bằng uh, bác tư đó thì chú nhàn mới tranh thủ tranh thủ đi thì nhà của ông bác tư này cũng ở quê thôi các bạn mà có một cái đó, là nhà ông nằm theo kiểu là gần giống như là cái kênh cái con kinh đó mà bà con người ta ở khá là đông ở trên cái, 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 cái cặp cánh đồng ở cũng đông rồi giống như là cái đường nó thành là cái đường thứ hai rồi đó ngoài cái đường lộ chính thì còn cái đường đó cái đường thứ hai á thì ông mới đi vô nhưng mà cái nhà của cái cái cái, cái ông tư này nè ông mắt nè là phải cách cái con kênh đi sâu vô cái phía 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 đồng, đồng, đồng ruộng đó là cỡ chừng là 300 thước thì lúc đó nó mới đi vô trong đó mà ông tư này thì nào giờ nhà cũng hơi khó khăn rồi kiểu mà sống ở trong gần đồng này nọ nè cũng ít có có qua lại với ai nhiều thành ra là cái đám ma nó cũng là 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 nó hơi bị hiu hắt thôi chứ nó không phải là đông thì uh, ông bà mình hay có cái việc là khi mà đám ma của người lớn tuổi mà qua bữa sau này nọ mới chôn cất đó thì tối đêm đó người ta sẽ có một cái nhóm người uh, thức ngồi nói chuyện uống trà rồi đánh bài cách tê các bạn đánh năng thuốc hút nè ông nào cũng bỏ ông túi hai ba gói vậy đó hai ba gói thuốc vậy đó thì đánh một bàn một điếu à, ai tới đúp á thì ăn hai điếu nói chung là ăn thua trong một một bàn như vậy á. chỉ là một hai đứa thuốc thôi à, chơi cho vui để giết cái thời gian cho tới sáng thì đi đám ma thì nói cái từ vui thì nó hơi không chính xác nhưng mà giống như là nếu mà ngồi không dậy hoài thì, thì thì cũng đâu có ngồi nổi các bạn đó thì ông chú nhàn á ông vô thì lúc đó là cái xác vẫn còn nằm ở trong cái mùng đó nghe cái xác của ung tư vẫn còn nằm trong cái mùng á là cũng dằn chuối rồi ngậm bông này nọ thôi thì xung quanh con cháu nó ngồi nhang uh, nhan khói cái ông mới đi ra ngoài á ông nói chuyện với mấy ông này một hồi cái có bốn ông mới nói là thôi bây giờ lấy một bộ bài đánh kích tê chơi thì bốn ông đánh mà ở ngoài coi là 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 chín ông có nghĩa là một ông ngồi đánh vậy là đâu hai ông ngồi ngoài là cũng như toàn bộ những người mà đi đám ma ở đêm đó thì cứ dần 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 đến khoảng là 10 giờ mấy gần 11 giờ đó thì bắt đầu về à, nhiều người về lắm rồi còn lại bốn ông đánh kích tê à, con cháu trong gia đình à, với lại ông à, ông à, ông, chủ thôi thì ba cái ông đó đó bốn ông đó đánh đó thì nửa chừng đi mới có một ông là theo kiểu là ông ông cũng mệt quá rồi ông chịu hết nổi rồi à, hơn 12 giờ rồi ông về à, chú nhàn mới vô thế ổng à, đánh cái tê chơi với mấy ông này thì đang đánh đang đánh, đánh vậy thì cũng chân cúp các kiểu các bạn biết bài cái tê sáu lá nó cơ vô trùng bích á đánh chơi mà mỗi lần mà bị bị cái 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 câu mà người ta hay nói với nhau chọc quê nhau khi mà bắt hụt á thí dụ như người ta còn thằng bảy bích ở dưới đi mà ông này ông cầm hai <laughs> thằng là là thí dụ như thằng hai thằng đầm có đầm bích với đầm chuồng đi thay vì ông bắt bích thì nó trúng mà ông ông bắt chuồng Người ta hay gọi là cái từ cái gì ta? Bị loại bắt lậu á, bắt lậu á, kiểu như vậy đó. Để chọc quê nó cười, dở quá ông này, dở quá này, Họ cũng cười hà hà vậy đó. Trời ơi phải tôi tôi cũng hơi dở nha. Chứ gặp mà mà bắt tư tôi là cái cái dáng bài này ông chết. thì Nó chơi vui vậy đó. Mà ông tư hồi đó thì kiểu cũng cũng bánh bài cứ tê vui vậy. Thì cũng nói vậy đó. Bắt tư tôi mà 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 mà, mà đánh cái dáng bài này là, là không bao giờ ông bắt lậu đâu chết với ông cái ông kia cừ khà 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 nó ừ đúng rồi gặp cái dáng bài này gặp anh tư là, dễ gì chú tới được thì cũng nói chuyện bình thường đó các bạn thì ngay cái lúc đó đi ông chú nhàn á ông mới nghe sau lưng ông á làm gì mà nhắc mày nói vậy đó làm gì mà nhắc mày chú nhàn tưởng đâu là ông nào hay hoặc là con cháu trong nhà người bà con gì đó đi ra phía sau mình để coi mình đánh cướp tê ông mới quay lại trời ơi nói vậy có gì đâu mà quay lại không có ai chứ ba ông kia cũng sơ vô sửng dững nữa nó ủa mày nói chuyện với ai vậy nhàn sao nãy con nghe ai nói cái gì mày nhắc cái mày nó thì có cái người đó giống như là thấy là ai cũng rợn rợn người rồi thì có một cái ông lớn tuổi á cũng đánh cái tê nha ông mới nói là trời đất ơi mày cứ chọc ghẹo hoài thôi đánh bài đi bây ơi nói gì đâu không đó, thì mấy ông này mới, mới mới bắt qua cái nhịp khác là giống như đánh bài đi tới ông chia đi lại đi đánh tiếp cái lúc đó cái ông chú nhàn này thì ông cũng gan chứ đâu phải ông nhát đâu nhưng mà ông cảm giác là rần rợn ở phía sau rồi nghe ông đánh ông ngồi ông đánh ông đánh một hồi cái bắt đầu cái mấy ông này mới mệt nói bây giờ thôi bây giờ kiếm gì ăn bây ơi đói bụng quá ông lớn tuổi á, đó. đó thì chú nhà mới nói Dạ ngồi đây đi con vô nhà ông hỏi mấy đứa ơi, còn gì ăn không, ở nhà có nấu cháo, vô cái ông mới lục 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 đục ông hâm cháo này nọ trong ông ông mới ông, ông trả lời, ông ra ông trả lời, ông nói là bây giờ đợi chút xíu đi, mấy 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 chú mấy anh đợi chút xíu nha, à, con hâm chút xíu là là nó nóng con đem ra, ừ, từ từ đi bay, không có gì đâu gấp, chú nhà mới đi ra phía sau ông đốt mà hồi đó kiểu mà cũng lộ củi đó các bạn ổng nhúm lửa bằng cái tàu dừa khô nè chú nhà ổng đang lọ mọ lọ mọ ổng nhúm á thì ổng nghe cái tiếng nói ở phía sau lưng của ổng mà cách ổng đâu dài ba thước á nghe lẽ là mẹ ơi người ta đợi mẹ ơi Ông mới theo kiểu là cái Ông phản xạ tự nhiên thôi Ông tưởng là ông nào xuống Ông quay sang nó à, dạ đợi một chút thì ông thấy cái bóng đi lên thấy cái bóng đi lên nghe Ông mới chờ ra mấy bước mà sao không thấy mất tiêu rồi ông mới giật mình lúc này ông mới suy nghĩ lại mới trời trời hồi nãy cái lúc mà mình ngồi đánh bài cái tiếng nói sao giống ông bác tư quá mà bây giờ mình da mình nhấm lửa nhấm củi này nọ cũng cái tiếng công giống giống ông nữa không lẽ ông trời trời ông mới chết mà à, lúc này là gan cỡ như ông chú nhàn mà ông thấy hơi lỡn lạnh rồi đó ông mới kêu cái người con lớn là, 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 là của ông ông tư đó, là chú hai ông kêu xuống ông nói là hai hai thường thường ông kêu bằng anh nha ông phải kêu bằng anh mới đúng vai với nha nhưng mà do là cái cái ông ông tư này hồi đó ông cưới vợ trễ rồi con ông cũng trẻ cũng lớn cũng nhỏ tuổi hơn ông chú nhàn rồi cũng kiểu mà mà hay kêu tên rồi kêu hai hai vậy đó chứ không có kêu bằng 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 anh ông kêu ông nói là hai hai làm như nãy giờ tao vậy vậy mày ơi ông mới kể kể cho chú hai nghe thì chú hai mới nói ủa anh anh nhàn chưa nhiều ông nhàn bộ ông thấy vậy thiệt hả thấy thì tao không thấy rõ thấy cái bóng đi lên cơ mà nhưng mà cái tiếng nói á sao mà giống ông bác tư quá ừ, à, rồi thôi, thôi để em đi ra trước em cúng kiến coi cái ông mới ra ông cúng này nọ cái ông chú nhàn cũng 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 hâm nghe hâm cho nóng cháo rồi đem lên ngồi ăn với mấy ông kia thì sau đó cũng đánh bài uh, tơi tiếp à, thì tới sáng sáng gần sáng rồi nghe nói tới sáng chứ gần sáng thôi chứ chưa sáng cỡ chừng 4 giờ hơn thôi cái ông quá đời cũng mắc rồi ông mới vô ông nằm ông nằm ông nói ông nói với lại ông chú hai ông nói hai hai tới nữa mà, mà sáng mày kêu tôi dậy nghe cho tôi chợp mắt ở chừng tiếng hồ cũng được ừ, ông ngủ đi chứ để uh, đuối lắm à. Uh, sáng uh, ra mấy anh em mình còn còn đào cái nguyệt cho tía nữa cái okay, ông mới nằm ông nằm xuống rồi tao nói ông mới có thiêu thiểu thiêu thiểu à thì có cái người vỗ cái vai ông nhưng mà ông quay qua thì ông quay qua không được bổ vai ổng nói là ơi thằng 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 nhang mày tới mày thăm bác nữa hả con trời ơi nghe nói cái giọng của ổng lành lạnh lành là, lạnh á giọng của giọng của ông tư đó, các bạn ông chú nhàn này ông sởn cái ốc hết trơn rồi mà ông gồng không được nghe Cứ cứng ngắt người à ông mới nói dạ dạ bữa nay con, con con, con tới con làm đám ma gì đám ma mày mày tới thăm tao mà nói chuyện xui xẻo mày ông nạt vậy đó Ông Tư cũng chưa biết ông chết các bạn Giống như ông mới chết Ông không biết là ông chết Ông nói là là, là ông chú nhàn tới thăm ông Cái chú nhàn mới nói là Bác -tư -tư, tư tư tới làm đám ma cho bác Bên nay bác chết rồi mà bác Tư Trời ơi nói cái câu đó ra rồi cái Tự nhiên mặt mày ông buồn so luôn nha Mà nó kiểu là, là ông bỏ ông đi luôn nha cho, ông, cho, thấy mặt đàng hoàng Thấy mặt ông buồn so ông bỏ ông đi ra ngoài mất tiêu thì khi mà mất tiêu đâu có chừng là 10 giây sau á chú nhà ông mới 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 dứt người một cái là ông tỉnh dậy, ông tỉnh dậy, ta nói nãy giờ ông nằm chưa được 10 phút nữa, là ông đã gặp cái điều đó rồi. Nhưng mà ông thấy là lúc này á, mọi người ai cũng mệt mỏi hết trơn rồi, thôi ông giang ông kìm, ông không nói. Tới qua wow, cũng thức tới sáng luôn, đến khoảng 9 giờ đó là bắt đầu liệm rồi đem đi chôn luôn, chôn cắt này nọ xong xuôi đâu đó rồi, rồi mới kêu mấy cái người thợ hồ nè, người ta vô người ta xây cái mã bằng gạch đó các bạn thì ở lại phụ phụ cho đến chiều vậy thế thì ông chú nhàn ông cứu ông già dày ông kiếm ông già về ông nói là cái bữa mở cửa mã thì ông thì ông xuống nữa đang lý ông tính ở tới ngày mở mở cửa mã đó các bạn mà sao ông thấy sao mà ông, ông tư này ông linh quá đi đó cái ông về ông về tới cái hôm mở cửa mã thì ông chú nhà cũng xuống nha ông xuống ông mở cửa mã xong xuôi đâu đó rồi á đâu có chừng 2 giờ trưa đang ngồi trong nhà chơi với lại con cái của ông ông tư nè thì chú nhà ông mới kể ông kể cho ông, chú hai nghe ông nói là lúc mà tao kể cho mày nghe đó là bao nhiêu đó rồi tới khi mà tao nằm tao nghỉ ngơi nè tao lại thấy nữa mày ơi tao thấy ổng về mà ổng giống như không biết ổng chết vậy đó ông nói tao tới tao thăm ổng tao nói như là, 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 là ma cỏ rồi tao nói là giống như là ổng chết rồi thì ổng ông buồn ổng bỏ ổng đi cái chú hai ông nói thôi cái chuyện này em anh biết thôi anh anh nhàn ơi đừng kể cho uh, vợ em hay là mấy đứa em nó nghe rồi con cháu nó sợ đó cái ông cũng về ông về thì thắt nào thì ông chú nhàn ông cũng xuống hết trơn á đến cái thắt thứ 100 á thì cái hôm đó ông xuống sớm và hết bảy cái thắt rồi kể như là ông xuống cúng kiến này nọ xong rồi ông về ông cũng không có gặp gì nữa chứ, Ông không gặp gì khác hết trơn á ông mới nghĩ là 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 À, ông tư ông ông bây giờ ông biết ông chết rồi thì ông đi mà ông nghe ta nói thì hình như là ba ngày thì người chết họ mới biết họ chết rồi mà sao mình nói vậy rồi ông có buồn ông giận gì mình không? À, rồi trước khi mà 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 mà, mà à, tới cái giờ mà mà, mà mà trong nhà ăn uống đó thì ông mới ông đốt cây nhang à, đốt cây nhang ông nói là bác tư ơi à, nay là trăm ngày của bác con về con thăm bác à, con à, cúng cho bác cây nhang Ờ, không biết là bác có có dặn con hay không mà con sợ là bác dặn con nó con sợ quá con nói sự thật thôi bác tư bác đừng buồn con nghe dai vàng xong rồi mới cắm nhang thì cái điều đó đâu ai biết chỉ có mình ông chú nhà ông ông giấy thì ông biết thôi chứ mà mọi người trong nhà đâu có ai biết cái gì đâu ăn uống xong này nọ cái bữa đó cũng hơi xỉn xỉn đi cái người nhà mới giữ ông chú nhàn lại sáng hôm sau là mới mới về thì lúc đó con cái con dâu con con rể của ông tư đồ nó cũng ngủ ở trong nhà vậy đó chia nhau ra ngủ thì cái giờ đó mới khoảng 8 giờ hơn à chưa có ngủ mọi người cũng đang ngồi nói chuyện nhắc cái chuyện hồi đó hồi đó hồi đó hồi đó vậy thì cái người con gái út của ông 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 tư đó à, chị về với lại chú Dượng út thì à, có một đứa con gái đầu lòng À, lúc đó là được 4 tuổi thì cái bé này nói chuyện cũng bập bẹ kiểu như là bé hơi bị khờ khờ các bạn. Ờ, không có 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 lanh bằng mấy cái người anh người chị của mình. Cứ ngồi vậy đó ai nói chuyện thì thì hỏi nhầm khi không không dám trả lời nữa, rất là là là, 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 là ít nói luôn. Nó không có cái sự nhạy bén, không có cái sự mà 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 ừ, hứng khởi của mấy cái đứa tuổi nhỏ như vậy nó không có sôi động nó ngồi lì, lì lì vậy đó thì đến khoảng lúc đó là ông coi đồng hồ ông thấy là 8 giờ 39 phút nha cái ông mới dòm qua cái đứa nhỏ nè ông mới nói ủa sao chỗ này nó kỳ vậy ta sao mà nó 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 nó, nó ngồi nó liếc li, nó giờ mà nó cười bấm chi bấm chi bấm chi hồi sáng tới bây giờ đâu có vậy đâu nó muốn chơi mà nó không biết chơi nó lại ngại lại sợ này nọ mà sao bây giờ nó vậy đó ngồi liếc cái cười, 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 cười vậy nè thì ông À, chú nhàn á ổng mới khều ông dựng út á ổng nói dựng út phải dựng út coi kìa con bé sao nó nói vậy kìa cái tóc ngang nó quay ngang nó cười ha ha, lên các bạn ai cũng giật mình chứ ủa nói vậy đâu khi nào có vậy đâu Rồi bây giờ nó vậy hỏi con 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 sao vậy con cái ông cái mới giơ tay lên nhìn tổ cha mày chứ con hả tao nè tao cha vợ mày 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 kêu tao con hả cái bé mày mày mày, mày lội tay lội giò giờ cho mày khỏi đi giờ ông nói vậy đó Trời đất ơi lúc này mới quay ngang hỏi ổng này nọ thì ổng thiệt các bạn Ổng nhập về Nãy giờ ổng nhập về mà ổng ngồi ổng dờm ổng giờ mấy người này người kia ổng cự cự Đó thì hỏi ổng là bữa nay ổng về ổng thăm con cháu hả thì ổng nói là bữa nay đông đủ quá Tao về tao thăm một lần để tao đi người ta đợi tao ngoài trước Đó thì ổng nói là tao ngồi tao nói chuyện với tụi bay được chút xíu Xong rồi ổng nói chuyện trong nhà này nọ thôi chứ không có phải là ừ, sau này tụi con phải sao sao không nghe Ổng chỉ là thằng này nói tao như vậy nè con này nói tao như vậy nè mà cũng may là con cái ông tư không có ai mà mà nói xấu xỏ xiên nhau anh em rất là thương nhau thành ra là ổng mừng chớ nói là tao bay nói gì tao nghe tao biết hết á mà mấy đứa bay tao mừng con cái là anh em tụi bay thương nhau không có uh, nghĩ xấu về nhau cũng không có toan tính cái gì hết trơn á tao mừng dữ lắm bởi vì tao thanh thản giờ tao đi quay ngang cái ông chỉ ông chú nhàn á Ông nói còn thằng này nè, buồn gì mà buồn mày Ông nói vậy đó các bạn Ông nói là lúc trước cái, cái cái vụ mà ông mới mắc á Chú Nhàn ông thấy phía sau lưng, ông nghe sau lưng nói ừ mày nhắc tới tao Rồi lẹ lẹ lên đi, người ta đang chờ rồi, rồi, rồi sao mày thăm tao này nọ nó? mày nói đám ma mày nói xui xẻo ông nói rành mạch hết trơn 100 ngày trước đó nói rõ ràng hết luôn và ông nói luôn cái lời khắn vái của ông chú nhàn ông nói rằng là mày mày nghĩ tao tao hẹp hồi lắm sao mà mày nói tao buồn tao giận mày thì có sao mày nói vậy tại lúc đó tao chưa biết tao chết tao tưởng mày tao thăm tao tao thấy sao nhà cửa tao đông quá định hỏi mày mà chưa kịp hỏi mày mày nói tao chết rồi người ta quay ngang tao nhìn tao nhìn tao mới thấy cái xác của tao chứ trước đó tao không nhìn thấy cái xác của tao tao buồn tao buồn vì tao chết thôi chứ tao đâu có giận mày đâu đó rồi cái ông cũng nói mấy lời này nọ xong rồi ông đi ông xuất ra ông đi ông nói là người ta chờ ông à, rồi là từ đó về sau luôn nha kể cả con cháu trong nhà thậm chí là ông chú nhàn cũng mấy bạn đôi nhiều lần ông tới ông thăm giếng này nọ ông cũng nhậu vô ông cũng nói là bác tư tối nay có có về cho con thấy hay không ông cũng xin được thấy này nọ các kiểu nhưng mà không có thấy các bạn từ đó là sao là im ru luôn à, rồi thì câu chuyện của chú nhàn cũng đã kết thúc buổi cái chuyện hôm nay à, bảo xin chào à, chúc mọi người có một đêm ngon giấc hẹn gặp lại các bạn vào đêm cái chuyện tiếp theo nha